Con chào mẹ ạ. Ờ. Mẹ bảo mệt, sao mẹ không đi nghỉ đi? Còn ở đây nấu nướng làm gì nữa ạ? Thì đến giờ cũng phải xuống mà cơm nước cho cả nhà chứ. Thôi, con đi đường xa bụi bậm, lên trên nhà tắm rửa thay quần áo đi. Lát nữa đợi bố về cả nhà ăn cơm một thể. Vâng. Ê con. Dạ? Đừng có để lên bàn như thế, bẩn quá. Ném ra ngoài kia cho mẹ. Dạ, đây là rau bố mẹ con gửi biếu bố mẹ đấy ạ. À, thế hả? Với lại, bố mẹ con cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Bố mẹ con chu đáo quá, để lát nữa mẹ gọi điện cảm ơn. Vâng. Con xin phép mẹ con lên phòng. Ờ. Sao mặt xị thế? Về đến nhà rồi, mặt mũi tươi tỉnh lên. Này, xuống nhà ăn với anh đi, đói quá rồi. Anh biết cái vụ này đúng không? Anh thấy xinh mà, em không thích à? Vợ này, cũng đến lúc vợ chồng mình sinh con rồi đấy. Mẹ thích thì mẹ treo lên thôi, không có ý gì đâu. Vợ chồng mình cứ lúc nào thoải mái thì đẻ cũng được mà. Thoải mái thế nào được? Khi mà lúc nào em về thăm bố mẹ em cũng gây sự. Anh có biết là khi em vừa đặt chân về đến nhà, bố em đã đuổi em lên đây sơi sơi như là đuổi tà không? Cười cái gì? Thì đúng rồi còn gì nữa. Con gái đi lấy chồng, còn đòi về nhà ăn trực. Em bây giờ phải đẻ con thì mới yên phận được. Thế là có ý gì? Thế nào là đẻ con rồi yên phận? Chẳng lẽ bây giờ em quậy phá nhà anh dữ lắm à? Không phải là như thế. Đấy chỉ là một cách nói thôi. Em cứ suy diễn lung tung lời của mẹ anh. Em muốn tất cả mọi người dù có muốn điều gì cũng phải nói với nhau rõ ràng. Sống chung trong một nhà mà cứ ám chỉ bóng gió như thế này mệt mỏi lắm. Không phải là bóng gió. Mà đúng rồi còn gì nữa. Chẳng phải người phụ nữ sau khi sinh con sẽ yên phận ở bên chồng con, không suy nghĩ lung tung gì nữa à? Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chúng mình thôi. Em xuống nhà ăn đi, anh đói lắm rồi đi. Anh ngồi xuống đây. Hôm nay em phải nói rõ ràng với anh chuyện này. Sao cái Vân hôm nay xuống sớm thế? Mới ở với bố mẹ nó có một hôm. Thì đã đi làm dâu nhà người ta rồi, đâu có thể thích về nhà lúc nào thì về. Muốn về nhà bao lâu cũng được. Ngày hôm qua không thấy em kêu ca gì, hôm nay lại... Cách của em ấy là khiến bất cứ ai hễ đặt chân vào gia đình mình đều phải thực hiện đúng nghĩa vụ và bổn phận. Nghĩa vụ và bổn phận. Hôm nay em nói sặc mùi pháp luật đấy. Có thế em mới quản được cái gia đình này. Không á, có mà loạn hết. Lại là mẹ anh nói, còn ý anh không phải là thế đúng không? Tại sao anh không tự nghĩ được mà lúc nào cũng nghe lời mẹ thế hả? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, là em muốn phải chuẩn bị thật kỹ càng trước khi có con, cả về kinh tế, tinh thần cũng như là sức khỏe. Em muốn chúng ta sinh con ra sẽ không cần phải nhờ vả gì đến bố mẹ của anh hết. Em nghĩ xa thế không biết. Mình mà đẻ con ấy, thì mẹ nuôi. Chẳng lẽ bà nội lại tiếc tiền với cả cháu à? Anh quên rồi à? Tiền lương của bố mẹ anh cầm, tiền lương của anh, mẹ anh giữ. Bây giờ mẹ anh đã tính toán như thế rồi, sau này có cháu nội, mẹ anh sẽ thoáng hơn chắc. Ai mà tin được. Em lúc nào cũng hoài nghi người khác. Tóm lại, gì thì gì, cũng phải một năm nữa em mới nghĩ đến chuyện có con. Vì thế cho nên anh nghĩ kế mà đối phó với mẹ. Hai đứa xuống ăn cơm đi, bố về rồi đấy. Vâng, bọn con xuống bây giờ đây ạ. Xuống ngay đi nhá.
Ban ngày ban mặt mà cũng phải chốt cửa, chả biết làm cái trò gì. Xuống đã, có chuyện gì bàn tính sau. Mẹ à? Hai đứa xuống ăn cơm cho nóng. Bố con còn đang bận nghe điện thoại, công việc. Hôm nay có gì đặc biệt mà mẹ phá lệ kinh thế? Uầy, toàn những món ngon này. Con xin. Bố mẹ lớn tuổi rồi, ăn nhiều những thứ bổ béo vào không tốt, chỉ tổ hút với mỡ máu thôi. Nhưng các con còn trẻ, còn thanh niên, phải được ăn thật đầy đủ, ăn thật nhiều vào. Con xin ạ. Canxi rất tốt cho phụ nữ sinh nở, con phải ăn nhiều vào ngay từ bây giờ ấy. Con chả ăn nữa đâu. Có người hôm nay chiều con dâu hơn là con trai đấy. Anh chị cứ sinh cho tôi một thằng cu, muốn gì tôi cũng chiều hết. Mẹ có nuôi được không? Một chứ bốn đứa tôi cũng nuôi được. Em nghe thấy chưa? Mẹ bảo đẻ đi rồi mẹ nuôi đấy. Các cụ nói nhá, phụ nữ muốn đẻ được đứa con vừa xinh vừa đẹp thì phải luôn luôn được ngắm những đứa trẻ kháu khỉnh. Bức ảnh ở trong phòng con ấy, mẹ phải đi tìm mãi mới mua được đấy. Nhưng ý Vân ấy là không muốn mẹ gỡ ảnh cưới của bọn con xuống đâu ạ. Mẹ nghĩ hôn nhân chỉ bền vững khi có kết quả sau đó. Còn bức ảnh cưới chỉ là hình thức để trưng ra thôi. Sau này hai đứa có thể để vào bất cứ chỗ nào trong phòng mà chẳng được. Được rồi, mai anh sẽ đi mượn một cái khoan, treo chỗ nào tùy em nhé. Tôi không cần đâu anh ạ. Con mời mẹ. Con mời mẹ. Đây. Khiếp, con điên. Điện thoại vứt ở đâu đấy? Tao đang ở trong toilet. Ôi, đến là nhục mày ạ. Cả một ngày chỉ có nôn với mẹ thôi, chả ăn uống được gì. Tao mệt quá. Ông Tùng gọi bảo tao qua xem mày như thế nào. Gọi thì lại không nghe máy. Tự nhiên lúc mày đang thế này lại còn đi công tác nữa chứ. Thì cũng phải đi làm để kiếm tiền chứ. Sắp sinh đến nơi rồi, bao nhiêu thứ phải lo đấy bà. Tao mua cháo rồi, có muốn ăn thêm gì không? Thế tao tưởng là mày đang ở dưới quê cơ mà. Đừng nói là vì bạn mà lặn lội lên tận đây đấy nhá. Ui giời, tao bị tóm lên. Thôi, chờ tí, tao mang qua rồi buôn nhá. Ok. Đây. Nào, cẩn thận. Buồn ít thôi, giờ về sớm ấy nhá. Anh sợ mẹ thì cứ đi về trước đi. Sợ cái gì mà sợ. Chả phải em bảo với anh là mai em phải đi làm sớm có gì nữa. Em biết rồi. Anh về nhá. Miêu. Con điên. Mua gì sao không bảo tao? Đi xuống đây làm gì? Đi xuống mua trà gừng. Với cả tranh thủ đi ra ngoài cho đỡ cớm. Thôi đừng lên nhà nữa, ra đây ngồi đi cho thoáng. Ở trên nhà bí lắm. Tao nghĩ là mày nên đi khám thai đi. Nhìn mặt mũi xanh lắm. Sao đâu, vẫn bình thường mà. Vẫn bình thường mà nghén ghê thế hả? Chắc là hết 3 tháng đầu cũng hết nghén thôi. Tao chỉ sợ mày không có đủ chất dinh dưỡng để nuôi em bé ấy. Ôi, yên tâm đi. Cháo gì ấy? Hơi bị ngon đấy. Cháo bí đỏ. Thôi được rồi, vì hôm nay mày đã mất công nên là tao sẽ cố gắng ăn hết chỗ cháo này. Xong rồi bóp mồm lại để không bị nôn ra, ok? Con điên, giờ vẫn còn đùa nữa. Biết làm nào. Ai bảo tao đòi cưới, thì cũng tại tao muốn có con luôn. Lại còn ra ở riêng nữa chứ. Nhưng mà muốn có được một thứ gì đấy trọn vẹn thì cũng phải đánh đổi.
sao phụ nữ cứ phải lấy chồng rồi sinh con thế nhở? Chẳng lẽ phụ nữ sinh ra chỉ để làm mỗi cái việc đấy thôi à? Con điên này. Thế không lấy chồng để mà ở nhà thành bà cô già à? Rồi lấy chồng mà không đẻ lại mang tiếng là cây khô không trái, gái độc không con. Sốt ca ruột. Trời sinh voi đất sinh cỏ. Kệ. Bây giờ chỉ tính đến chuyện là làm thế nào kiếm thật nhiều tiền. Thế thôi. À, chán ơi là chán ấy. Sao? Bà mẹ ông Tùng đang đòi lên đây chăm tao đôi tháng đấy. Thật á? Ý mày thế nào? Thì nếu mà có thành ý thì cũng ok. Nhưng mà tao chỉ sợ là bà ấy được đằng chân lên đằng đầu, đòi ở lại đây luôn, chết tao ấy. Thì mày cứ như thế này, anh Tùng có đi công tác cũng không yên tâm làm việc nữa. Nói thế thôi, tao đành đồng ý rồi. Bà đang sắp xếp công việc nhà, mai ngày kia là lên đây thôi. Thôi chịu khó đi, nấu cho bà ăn mấy bữa ngon ngon. Biết đâu bà vui, bà lại bán thêm đất ở quê cho tiền nữa thì sao? Chết rồi, em phải uống thuốc. Bảo là về uống liền 2 viên mà quên. Hôm qua em đã quên không uống rồi. Vẫn uống thuốc đây à? Nhất định là phải kế hoạch đấy à? Thì em đã nói với anh rồi, phải kế hoạch chứ. 1-2 năm nữa mới đẻ. Đẻ bây giờ mà chết em à? Đâu rồi? Đẻ có mỗi một đứa con mà cứ làm như giết người không bằng ấy. Này, muốn đẻ con ấy, em phải dừng cái thuốc đấy ít nhất là 3 tháng. Bây giờ em dừng là vừa rồi đấy. Kinh, đã đi tìm hiểu thông tin ở đâu mà nhanh đấy. Thì mẹ anh bảo. Hơn nữa, dùng cái thuốc này ấy, có hay hớm cái gì đâu. Tác dụng phụ rồi béo trương béo nứt ra. Lúc đấy kêu ầm lên. Anh giấu thuốc của em đi đúng không? Điên à? Anh giấu thuốc của em làm gì? Thuốc của em ấy chỉ để đúng một cái chỗ kia thôi. Sao bây giờ tìm không thấy? Không anh giấu thì ai giấu? Anh giấu để anh uống thuốc của em à? Còn mà em uống xong, em vứt ở đâu sao em quên đi chứ? Quên làm sao được mà quên? Mất rồi thì thôi, mua hộp khác. Có cái gì đâu mà. Có cái gì đâu, anh chả hiểu cái gì cả. Thuốc này ấy là phải uống liên tục nó mới có tác dụng. Thế bây giờ bị gián đoạn thì làm sao mà còn tác dụng nữa? Thế thì thôi, đừng uống nữa, đỡ mệt. Thế em uống cái thuốc này là vì ai? Vì anh đấy. Vì anh á? Thế nếu anh không muốn em uống thuốc thì anh có biện pháp đi. Nhưng mà dùng cái thứ đấy, người cũng chả có cảm xúc gì cả, chơi như gỗ đá. Thế tức là anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của anh, chứ anh không lo lắng gì sức khỏe của em chứ gì? Thôi được rồi, xuống đây anh truyền cho ít sức khỏe nhé. Không, buông ra. Đây. Em nói cho anh biết, một là anh giấu thuốc của em, hai là chính mẹ anh đã lẻn vào đây để thủ tiêu nó. Chứ không thể nào mà mất vô lý như thế được. Mẹ anh làm sao mà lấy thuốc của em được? Cái gì cũng đổ cho mẹ. Thôi, đi ngủ đi. Mệt nhất cả người. Bực cả mình. Bỏ ra. Đã bảo bỏ ra đấy. Em nói cho anh biết nhá, hôm nay không có thuốc, đừng hòng mà động đến người em. Em là vợ anh, anh không động vào người em thì động vào người ai? Động vợ hàng xóm à? Thế nếu anh muốn thì đi mua thuốc cho em đi. Ồ, thế không biết được. Muốn mỗi ngủ với vợ thôi cũng bị hành. Không thì thôi, em cũng hết hứng rồi. Thôi thì thôi, chả cần. Không đi mua thuốc thật đấy. Không mua. Anh định làm gì đây? Nằm xuống đây nhưng đây. Không. Không. Buông ra. Buông ra. Ôi, đau tay, bỏ ra. Làm cái gì thế? Đêm
Dạ, bọn con đập con rán mẹ. Mẹ ngủ đi ạ. Rán? Nhà này từ xưa đến nay làm gì có rán? Đi chưa? Không hiểu là có còn chuyện gì giữa anh và tôi mà mẹ anh không đòi quản lý nữa không? Mẹ quản lý thì làm sao? Còn hơn cái đồ độc ác, tàn nhẫn, ki bo, keo kiệt, kiệt xỉ. Không thèm. Không cần. Nằm dưới đấy mà ngủ. Kìa mẹ. Mẹ nói cho con biết nhá, tuyệt đối không được phép để đàn bà con gái đè đầu cưỡi cổ mình, nhớ chưa? Rồi sau này không ngóc đầu ngóc cổ lên được đâu. Sao giờ này vẫn còn ngủ thế này? Dậy, dậy ngay. Kìa mẹ. Đi ra đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng ngay. Nguội hết rồi. Rồi, mẹ kệ con, mẹ kệ con. Ra. Ngoài đi, con tự mặc được. Ôi, trời ơi, cái gì đấy? Cái gì đấy? Ôi trời ơi. Hello. Ôi giời, mọi người đang định đến thăm em đấy. Cậu Long sốt sắng cứ nhắc em mãi thôi. Tay sao rồi chị xem nào? Ừ, đây. Bong gân chật khớp tí thôi chị, không sao đâu. Ôi giời, thế thì đau lắm đấy nhở? Ừ. Hay là sợ ở nhà để mẹ chồng chăm đúng không? Ôi giời. Ừ. Sao thế? Này, em nghén à? Ừ. Chị Hâm à, em bị hội chứng nghẹn khi mà nhắc đến mẹ chồng. Đừng, đừng, đừng nhắc đến mẹ chồng trước mặt em. Cái con này. Ôi giời, mấy giờ rồi? Quá 12 tiếng, chắc không sao đâu nhỉ. Này, em uống thuốc gì thế? Thuốc tránh thai à? Chị nói mẹ thôi. Chị đừng kể với ai nhá. Em không muốn người khác biết, không hiểu gì rồi lại nói linh tinh. Em không thích. Đương nhiên rồi. Chị có điên đâu mà đi nói với ai làm gì. Kể cũng đúng. Cứ nhìn từ gương chị mà xem. Có con có cái rồi, chả làm ăn việc gì cả. Chưa kể nhá, đợt tới lão Tường chuyển đi rồi, cơ hội của em còn nhiều hơn cơ. Bây giờ mình còn trẻ, cứ phải phấn đấu. Còn cái thì cũng quan trọng, nhưng mà chậm một năm cũng chả sao cả. Alo. Hôm nay em bận rồi, hẹn anh hôm khác nhá. Khổ ghê cơ, đã bảo là không thích rồi mà dai cứ bâu vào, khổ thế đấy. Mà hai chị em đang buôn chuyện gì à? Không. Không.
ơi, chào anh. Hôm nay em bận rồi, hẹn anh hôm khác nhá. Khổ ghê cơ, đã bảo là không thích rồi mà dai cứ bâu vào, khổ thế đấy. Mà hai chị em đang buôn chuyện gì à? Không. Không. Ôi dồi ôi, ở trên này có thiếu đâu ạ? Làm sao mà mẹ phải xách từ quê lên đây làm gì cho nó mệt ra? Ừ, phải xách chứ. Bà con họ hàng biết là mẹ lên đây chăm sóc con, cho nên ai cũng muốn gửi một tí. Người thì gạo, người thì gà, người thì trứng, cả cua nữa đây này. Tủ lạnh nhà mình thì bé tí ra, nhà thì chả có người. Bao nhiêu thứ thế này ăn hết ngay làm sao được ạ? Ừ, chửa ăn thế này ăn thua gì. Ừ, mà này, con nó phải ăn thật nhiều vào, thật nhiều chất vào thì con nó mới đủ khỏe được. Mẹ ơi, bây giờ có ai người ta ăn uống kiểu đấy nữa đâu. Lên nhiều cân quá, béo múp ra, đi khám, bác sĩ người ta lại mắng rồi đấy. À, nói đến bác sĩ, thế con đã đi siêu âm chưa? Là trai hay là gái? 12 tuần người ta mới biết được ạ. Thế à? Với lại, bây giờ có con là tốt rồi. Con trai hay con gái đều quý cả mẹ ạ. Ờ thì có cả nếp cả tẻ cũng tốt hơn chứ. Con cái là lộc trời cho, anh Tùng cũng bảo thế ạ. Thì thằng Tùng nó là cháu đích tôn trong họ, thì mẹ cũng muốn làm tròn nghĩa vụ với tổ tông thôi. Mà trông con nghén thế này là con trai cũng nên ý. Con biết không, ngày xưa mẹ chửa thằng Tùng cũng thế đấy. 3 tháng chả ăn được cái gì, đến lúc đẻ thằng Tùng ra khó nuôi lắm. Nhưng mẹ lên đây chăm rồi thì con nhớ là phải ăn thật nhiều, thật khỏe vào nhá. Dạ vâng, mẹ nấu gì cũng được ạ. Nhưng mà mẹ ơi, để đến tối anh Tùng về rồi cả nhà mình cùng ăn mẹ nhá. Bây giờ con phải đến chỗ làm, con quên mất có mấy việc chưa bàn giao ạ. Ấy này, hay là để mẹ đóng cơm và cặp lồng cho con mang đi nhá. Thôi thôi thôi, mẹ không cần phải thế đâu ạ. Ở trên đấy người ta không cho ăn uống gì đâu. Thế à? Mẹ ơi, con đi đây. Ừ. Mẹ cứ lùi húi ở trong bếp thế này thì mẹ ra khóa cửa vào cho con. Có người lạ gọi thì mẹ đừng có mà mở đấy. Mẹ. Mẹ ra khóa cửa cho con đi. Ừ. Sợ mẹ chồng hay sao mà không dám ở nhà thế hả em yêu? Tao chờ bà ấy làm xong đống cua rồi tao về. Bẩn điên lên không thể nào mà chịu được ấy. Chẳng lẽ mình kêu xong rồi mình lại vác bụng đi dọn. Thế nên là tao sẽ ngồi đây đến khi nào mà ông Tùng về. Mày tai quái thế mà phải đầu hàng trước một bà mẹ chồng và lũ cua à? Phải thế, nhưng mà bây giờ gây sự làm gì đâu. Tao đang phải nghĩ cách để bà ấy tự chán rồi tự bỏ về. Tao mà gây khó dễ ông Tùng lại giận đấy. Cuộc sống hôn nhân đúng là chả đẹp như màu hồng nhở. Thế thì mình phải tự tô thôi. Tô bằng cách nào khi mà bút đã hết mực? Tao nói thật nhá, bây giờ tao cũng thấy chán nản lắm luôn ấy. Ông Thanh rõ ràng là thanh niên hiện đại, gia đình có đạo đức nề nếp, thế mà tao lúc nào cũng như một cô con dâu có tội. Tao làm cái gì cũng sai. Mày còn uống thuốc chui chắc chắn có ngày bị lên án. Mà mấy giờ phải về để tao còn biết đường mà nói dối lão bà đây. Về thế nào cũng bị nhồi cho xem, không muốn ăn đâu. Thật ra lúc đầu tao cũng nghĩ tao sẽ cố gắng trở thành một cô con dâu ngoan hiền, sẽ về sớm nấu cơm dọn dẹp cùng với mẹ chồng. Nhưng mà tao càng cố gắng bao nhiêu thì mẹ anh Thanh lại càng không hài lòng. Từ giờ tao sẽ không như thế nữa. Ừ, biểu tình đấy. Mày định bãi công à? Không, thì cũng chỉ là gặp gỡ bạn bè sau giờ làm thôi. Tao sẽ tự thưởng cho mình 1 tiếng sau giờ hành chính. Thế nên hôm nay cô nương muốn đi đâu anh sẽ chiều. Thức
có. Đi. Sao giờ này vẫn chưa thấy đứa nào về là sao nhỉ? Mọi khi chúng nó phải về nhà từ lâu rồi chứ. Chắc là cơ quan nó có việc gì bận. Mà đi làm về muộn là chuyện bình thường. Bình thường? Nếu về muộn chúng nó phải báo chứ. Để cho cả nhà lo lắng chờ cơm. Lạ ghê. Cứ đi ra đường là không bao giờ nghĩ đến chuyện cơm nước ở nhà đang chờ mình hay sao. Thì từ trước đến nay em vẫn lo cái việc nấu nướng có làm sao đâu. Cứ coi như là mình giúp đỡ con cái đi. Mà em cũng phiền phiến đi. Chúng nó về muộn thì tự ăn, tự dọn. Từ nay cứ mặc kệ chúng nó. Anh nói như thế nghĩa là bao biện luôn cả cho anh đấy hả? Dạo này anh cũng hay đi sớm về muộn lắm đấy nhá. 5 ngày thì có đến 3 ngày về muộn. Thì cơ quan có việc bận thì mới về muộn. Chứ tâm lý đàn ông nhá, hết công việc ở cơ quan chỉ thích chăm chăm về nhà tắm rửa mát mẻ rồi ngồi nhâm nhi một ly rượu, ăn bữa cơm rất là nóng sốt do vợ mình nấu. Bao biện. Nói cho anh biết nhá, con ruồi bay qua mắt, em biết ngay con nào con đực con cái. Anh đừng có tưởng em suốt ngày ru rú ở nhà không biết gì mà bố con anh dễ dàng lừa phỉnh đâu. Đấy, 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 lại bắt đầu suy diễn đấy. Anh mà lén phén ấy thì cẩn thận với em đấy. Cứ tưởng ra ngoài làm trò bậy bạ, về nhà nói mấy câu mát tai với vợ là xong. Cứ đang chuyện nọ thì sọ chuyện kia. Từ chuyện cái thằng Thanh ấy, chuyển sang chuyện anh là thế nào? Thôi, cơm nước rồi thì dọn ra đi. Đấy, thằng Thanh về đấy. Ra mở cửa cho nó đi. Tự nhiên lại đánh cho nó cái chìa khóa. Có mỗi cái việc về nhà sớm mở cửa cho chồng cũng không xong. Đây đây, mẹ đây, mẹ mở cửa cho đây. Mẹ. Làm cái gì thế con? Hôm nay con tự vào bếp nấu cơm để chiêu đãi mẹ với vợ con một bữa. Thế cái Trang chưa về à? Giờ này chắc Trang cũng đang trên đường về rồi. Mẹ vào tắm đi rồi ra ăn cơm ạ. Các con vất vả quá. Cái Trang ốm nghén thế mà vẫn phải đi làm. Còn con thương vợ như thế là tốt đấy. Con làm mấy việc này có gì đâu mẹ. Lúc con ở ngoài này một mình cũng toàn tự tay con làm hết đấy mà. Cái Trang nó lấy được con ấy là sướng nhất trần đời đấy. Chứ như mẹ ngày xưa ấy, chửa to đùng rồi mà vẫn phải đi làm. Đẻ xong chỉ được ở cữ có đúng 3 ngày thôi. Con chào mẹ ạ. Em về rồi à? Vào rửa mặt mũi chân tay rồi chuẩn bị ăn cơm. Tùng nó nấu xong hết cả rồi đấy. Vâng ạ. Em đi làm cả ngày chắc mệt lắm nhỉ? Đói chưa? Ăn cơm nhé. Mẹ ơi, con mua biếu mẹ đôi áo ạ. Hả? Mẹ ơi, mẹ mặc thử đi xem có vừa không ạ? Con thấy rất đẹp đấy mẹ ạ. Con chu đáo quá. Con cho thì mẹ xin. Nhưng nói thật là mẹ cũng chả đi đâu để diện cái áo này. Có chăng là chỉ chờ ngày hai con mang thằng cháu đích tôn về cho mẹ, để mẹ diện cái áo mới này đi khoe họ hàng hồng phúc của nhà mình. Chắc là ai cũng đói rồi, thôi nhà mình ăn cơm nhá. Chương trình thời sự buổi tối của đài truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị. Còn hay thật, nội dung chính sau đây. Nó nhắn tin như thế mà cũng tin được. Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Thái Bình. Thì Vân bảo là bận đi làm. Con còn nói thế nào được ạ? Chắc là sắp về rồi. Con làm sao đấy? Đau đầu à? À không ạ. Đưa mẹ xem nào. Không sao đâu mẹ. Đưa đây mẹ xem. Ôi dồi ôi, anh ơi, sưng tướng bằng quả ổi đây này. Thôi chết thật rồi. Làm sao mà lại đến nông nỗi này? Không sao đâu mẹ. Trời ơi, đứa nào làm con ra nông nỗi này đây? Đưa đây để mẹ đi lấy dầu. Thôi, không cần đâu mẹ. Ơ kìa. Sáng nay con đi toilet, sàn nhà ướt quá cho nên con bị trượt chân. Cũng chỉ bị sưng một tí tẹo thôi ạ. Như thế mà con bảo là một tí tẹo à? Này, Thanh, nói thật với mẹ đi. Hôm qua mẹ đi qua phòng con, mẹ thấy như là hai đứa con cãi nhau ấy. Mẹ nghe cả thấy tiếng đạp hùi nguịch ấy.
có phải con Vân nó đạp con không? Làm gì có chuyện đấy hả mẹ? Vân làm sao mà dám đạp con? Mẹ chỉ giỏi tưởng tượng thôi. Tưởng tượng? Cái mặt con nói dối kìa. Thực ra là bọn con có đùa nhau. Thế nhưng mà có vấn đề gì đâu ạ? Không vấn đề gì đâu. Trời đất ơi, sao con lại ngu dại như thế hả con? Con để nó đè đầu cưỡi cổ như thế mà con chịu được à? Mẹ nói cho con biết, ngày hôm nay nó chỉ đạp con thôi, còn ngày mai nó sẽ cầm dao nó giết con đấy, con có biết không? Mẹ nói gì mà kinh thế? Cái loại đàn bà ngang ngược không thể nào hiểu nổi, chỉ thích đấm đạp chồng thôi. Từ ngày nó về làm dâu cái nhà này đến giờ, không một ngày nào mẹ thấy đầu óc được thanh thản. Lúc nào cũng có cảm giác như nó muốn đè đầu cưỡi cổ con ấy, mà con thì nhu nhược để cho nó tác oai tác quái. Kiểu mẹ, Vân có làm gì con đâu mà mẹ nói như thế. Con ơi, chỉ có mẹ mới thương con, mới xót con thôi. Còn nó khác máu tanh lòng, nó có thương cảm gì đến con đâu. Con đau một thì mẹ đau 10. Nó đạp con như thế này thì con còn nói năng gì được nữa. Con đừng có bao che chối tội cho nó. Không phải là đạp, bọn con cũng chỉ xô đẩy nhau một tí thôi. Nhưng mà tất cả là lỗi tại mẹ đấy. Tại tôi? Lỗi tại tôi là cái lỗi gì? Thì mẹ tự tiện vào phòng của bọn con. Thế tôi không vào phòng của anh chị thì tôi dọn phòng hầu anh chị vào lúc nào? Nhưng mà mẹ vứt thuốc của Vân đi. Mẹ làm gì thì cũng phải hỏi ý kiến của bọn con chứ ạ. Ra vì như thế mà anh chị cãi nhau đấy phải không? Tôi hỏi anh nhá, chị uống 3 cái thứ thuốc linh tinh ý thì có lợi cho sức khỏe hay không? Rồi sau này sinh đẻ ra sao? Nhỡ chẳng may nó tịt ngón đi thì thế nào? Anh phải biết đường mà nói với vợ, anh phải biết đường mà dạy bảo vợ chứ. Anh phải nói với vợ anh rằng bây giờ tôi còn đang khỏe mạnh đây này, tôi còn đang đụng chân đụng tay được vào mọi việc thì hãy sinh nở đi. Chứ vài 3 năm nữa tôi già rồi, mắt mờ chân chậm, lúc ấy chị sinh nở tôi không hầu được nữa thì lúc ấy đừng có mà ngồi khóc. Mẹ con nói đúng đấy Thanh ạ. Mẹ con để suốt ngày loanh quanh chuyện cơm nước, không có việc gì làm, thành ra cũng buồn. Bây giờ nếu như là có một đứa cháu nội thì mẹ con sẽ vui hơn. Đấy, con cháu là sợi dây ràng buộc, rồi mọi tâm trí sẽ dồn vào nó. Không còn cảnh cãi nhau nữa, nhà mình sẽ vui vẻ và sống yên ổn với nhau, phải không con? Con cũng tìm hết cách để nói rồi. Thế nhưng mà Vân vẫn muốn kế hoạch. Bây giờ Vân không muốn đẻ thì đẻ thế nào được ạ? Làm sao lại có cái thói phép như thế được? Đàn bà con gái lấy chồng lại không chịu sinh đẻ, thế thì lấy chồng làm gì? Rồi lại còn uống 3 cái thứ thuốc linh tinh nữa, nhớ sau này. Này, mẹ nói cho con biết nhá, con hỏi thẳng nó đi. Nếu nó thú nhận là nó không muốn đẻ thì để mẹ con biết, mẹ cưới vợ khác cho con. Ơ kìa, mẹ nói linh tinh cái gì đấy? Mẹ không nói linh tinh, mẹ nói là mẹ làm. Cái loại đàn bà con gái không chữa đẻ thì chứa chấp trong nhà làm cái gì? Kìa, mẹ sẽ cưới vợ khác cho con trai mẹ ngay lập tức. Mẹ... Em về lúc nào đấy? Con chào bố. Chào mẹ. Ôi kìa, mẹ, em làm sao thế hả? Mẹ, em làm sao? Mẹ, con lấy thuốc trợ tim cho mẹ nhá. Nào, thở từ từ, từ từ, từ từ. Nào, thở đi, thở sâu vào, thở sâu vào. Rồi, đã thấy tội vạ từ miệng mà ra chưa? Rồi, tỉnh đi, tỉnh đi. Này. Sữa đi. Anh xin lỗi.
Mẹ cũng không cố tình có ác ý đâu. Em bỏ qua cho mẹ nhé. Anh đã năn nỉ em như thế này rồi, em đừng cố chấp nữa mà. Nhá. Từ nãy đến giờ, bố mẹ vẫn lục sục không ngủ được. Diễn nó vừa vừa chứ. Em mà cứ quá lên ấy, anh bảo thằng Thanh nó đưa em đi bệnh viện cho nó an toàn hơn nhá. Phải rồi. Bố con ông lúc nào chẳng muốn tông tôi vào nằm chết gì ở trong bệnh viện ấy. Chẳng qua là anh chán nhìn cái mặt tôi rồi chứ gì. Thôi được rồi, nếu vậy để tôi chết đi. Tôi chết đi cho bố con các người hài lòng. Cả cuộc đời tôi làm tất cả cũng chỉ vì chồng vì con thôi. Nhưng cứ hễ trong nhà có chuyện gì không vui là tại mẹ, tự tôi gây ra tất. Sống thế này thì sống làm gì cơ chứ. Trời đất ơi, sao tôi ngu dại. Tôi mòn thân ra hầu hạ cái nhà này làm gì cơ chứ. Trời ơi là trời. Trời ơi. Nào. Ôi trời ơi. Trời ơi. Đấy, tự bà gây ra chuyện rồi tự nhiên bà lại đổ hết lên đầu bố con tôi là thế nào hả? Mà anh cũng không thể hiểu nổi được em. Tại sao em lại tự nhiên đi lục lọi đồ của con Vân hả? Chúng nó có con thì mình mừng cho nó, mà chưa có thì cũng phải từ từ thôi chứ. Vợ chồng sống với nhau là cái nghĩa. Mình làm như thế, con Vân nó tự ái là đúng rồi. Mà anh cũng lạ thật đấy, chưa bao giờ anh thấy em nói một lời tử tế với con dâu cả. Mình nói gì, nghĩ gì cũng phải để cho con dâu nó tôn trọng mình. Đấy, nói mà không nghĩ, để rồi không đau mà phải uống thuốc, khổ cái thân chưa? Ai bảo anh không đau mà phải uống thuốc? Đau thì mới kêu chứ. Chính anh bây giờ nói, anh làm em tức anh ách lên đây này. À. Đấy, lại đau rồi chứ gì. Ây giời. Ôi giời ơi. Đây, đau thì uống đi, uống thuốc đi này. Không, đây. Uống đi. Cứ để em chết đi còn hơn. Uống đi. Đây, nước này uống đi. Để tôi chết đi cho bố con các người hài lòng. Uống đi. Ôi. Cứ để tôi chết đi. Bà không uống hả? Này, tôi nói cho bà biết nhá. Nếu 5 phút nữa tôi quay lại và bà không uống cho thuốc này á, tôi sẽ đưa bà đi bệnh viện đấy. Sao thế? Vẫn ngủ à? Sao cứ nhìn anh chằm chằm thế? Có việc gì à? Mình ly hôn đi anh. Em nói sao cơ?
sao lại ly hôn? Sao em có thể nói ra hai từ ly hôn đơn giản như vậy? Sống chung trong một nhà mà không cảm thấy vui vẻ thoải mái gì thì khác nào tra tấn hả anh? Một người như em sẽ không thể nào làm vừa lòng mẹ anh được đâu. Mẹ anh nói linh tinh đấy. Em bỏ qua cho mẹ đi mà. Mẹ không nghĩ thế đâu. Không, em thấy mẹ anh cương quyết đấy chứ, nên em mới quyết định em sẽ trả tự do cho anh, để anh có thể tìm được một người vợ khác, một người mà có thể làm vừa lòng mẹ anh. Em đùa anh à? Anh nghĩ là em đang đùa. Anh không cho phép chuyện đấy xảy ra. Lúc nãy em mất bình tĩnh bởi vì những lời nói của mẹ anh. Đừng vì giận dỗi mà hù dọa anh như thế chứ. Em không đủ sức để giận dỗi nữa rồi anh à. Ly hôn đi sẽ tốt cho cả hai. Anh tìm một người vợ khác đi. Anh làm gì sai à? Anh làm điều gì không phải để em phải đối xử với anh như vậy? Em coi tình cảm cả hai đứa như trò chơi ấy. Anh yêu em, anh sẽ không bao giờ chấp nhận một người đàn bà nào khác. Nếu em vẫn quyết định như vậy, anh sẽ không sống nữa. Anh là đàn ông, sao anh lại mang cái chết ra để dọa em? Bởi vì khi đứng trước người phụ nữ mà anh yêu nhất, anh chả là cái thá gì cả. Anh yêu em nhiều lắm. Cho anh thêm một thời gian nữa nhé. Anh hứa anh sẽ làm lại tất cả, được không?
nay là sinh nhật anh. Em có món quà gọi là chúc anh sức khỏe và chúc cho con đường quan lộ của anh được hanh thông mãi mãi ạ. Cảm ơn cô. Có quà có lại mà anh. Lần trước sinh nhật em, anh chẳng tặng em cái khăn hàng hiệu. Em chưa ngủ à? Sao? Vẫn ấm ức chuyện buổi tối à? Mẹ chỉ bực vậy thôi. Sáng mai là quên hết đấy mà. Bực cái gì mà bực? Em thì liên quan gì mà giận cá chém thớt như thế? Mà em vẫn không hiểu mối quan hệ giữa bố với cô Hằng là như thế nào. Anh không suy nghĩ gì à? Nghĩ gì mà nghĩ chứ. Thôi, đi ngủ đi. Anh vô tâm nó vừa vừa thôi. Thank you.
Anh Thanh ơi, dậy, dậy. Dậy đi. Nên cho anh ngủ đi. Rồi, anh ơi dậy đi. Sắp có bão đến nơi rồi đây này. Bão gì mà bão. Dự báo thời tiết nào chậm mấy ngày. Dậy. Nặng thế nhở. Em sao thế không biết nữa. Để im cho người ta ngủ đi. Sáng người ra dựng ngược người khác dậy. Em cứ học cái thói xấu của mẹ anh. Nhìn xem cái gì đây. Cái gì thế này? Tại sao lại là đơn ly hôn? Ừ. Sao thế? Sao tự nhiên em lại muốn ly hôn với anh? Em á? Ừ. Ôi trời ơi. Em ơi là em, anh xin em đấy. Sáng thì ra em đừng đùa như thế. Anh thót tim lắm. Mệt quá. Này anh bị điên à? Ai đùa anh cái chuyện này? Dậy. Tỉnh chưa? Mở to mắt ra mà đọc kỹ xem ai đang đòi ly hôn thế này. Bố mẹ đâu? Chắc là mẹ ở trong phòng. Còn bố thì đang ở dưới sân. Nhìn thái độ thản nhiên lắm. Đây không phải là lần đầu tiên đúng không? Làm thế nào bây giờ? Em ngồi yên ở đây nhá. Anh đi đâu? Nhá. Ông đi đi. Đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt của ông nữa. Mẹ à, con đây. Mẹ mở cửa cho con với. Con ơi, mẹ khổ lắm. Thôi mà mẹ, cứ mỗi lần ấy mẹ cãi nhau với bố là mẹ lại làm những điều như thế này. Nhưng lần này là thật. Mẹ không thể nào chịu đựng được con người tệ bạc ấy thêm một ngày một giờ nào nữa. Mẹ toàn chỉ tự làm khổ bản thân mình thôi. Mẹ này, mẹ làm gì cũng phải nghĩ cho con với chứ. Vân mà biết được ấy sẽ nghĩ thế nào về gia đình nhà mình. Nhưng mẹ càng cho qua thì ông ấy càng lấn tới. Đâu vẫn đóng đấy thôi. Nhưng mà con thấy bố với cô Hằng ấy hoàn toàn bình thường mà. Có cái gì đâu mà mẹ cứ phải thái quá lên như vậy. Thế nào là bình thường? Thế nào là thái quá? Lần này mẹ đã quyết rồi. Con đừng có mà cản mẹ nữa. Con ơi, từ nay mẹ chỉ có một mình con thôi. Con đừng có hắt hủi mẹ nhé. Thôi được rồi, mẹ nín đi. Mẹ nín đi nào, nín đi. Nào, con xin mẹ đấy. Để con xuống gọi bố, lên đây xin lỗi mẹ là xong chứ gì. Xin lỗi xong, rồi lại tiếp tục cặp kè thôi. Nhưng con khẳng định với mẹ ấy, bố với cả cô Hằng ấy chỉ là bạn bè đồng nghiệp thân hơn mức bình thường một tí thôi. Có cái gì đâu. Con đừng có mà nói dối để bao che cho ông ấy. Tôi vào đây rồi. Nào, bà nói đi. Ý định chính xác của bà lần này là như thế nào? Kìa mẹ, con muốn mẹ bình tĩnh nói chuyện với cả bố. Còn con ấy, không muốn chuyện này xảy ra. Ý bố sao ạ? Với tôi ấy, lá đơn bà viết ấy, thì chỉ là trò đùa thôi. Tôi không đọc kỹ đâu. Nhưng tôi thấy trong ấy có vài lỗi chính tả đấy. Đâu? Chỗ nào? Chính tả chỗ nào? Ôi được rồi mẹ, con đi ra ngoài rồi mẹ tìm lỗi chính tả nhá. Con ra ngoài kiếm cho bố cái roi, mang lên cho mẹ để mẹ muốn đánh bố bao nhiêu roi thì đánh nhá. Vâng ạ.
Nào, có đánh không? Kinh kinh. Hôm nay vợ mình có nhã hứng vào bếp cơ đấy. Bụng đói thì đầu gối phải bò thôi. Mẹ anh không nấu thì em sẽ nấu. Hôm nay em nấu bún sườn chua đấy. Thơm thế. Không biết bao giờ bố mẹ anh ấy hòa bình để ăn món em nấu nhỉ? Anh làm sao mà biết được. Nhưng mà này, từ nãy đến giờ anh thấy im ắng lắm. Chắc là ổn rồi. Cho chồng một bát đi, đói quá. Này, nó nóng đấy. Mời vợ yêu ăn thử đi xem có ngon không. Thế nào? Ngon quá, anh có thể ăn hai bát. Nếu như mà chúng mình ở riêng, ngày nào em cũng sẽ nấu cho anh ăn như thế này. Yên tâm đi, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, sau đó mua một căn nhà lớn đưa vợ về ở nhá. Nhưng mà chỉ có hai đứa chúng mình thôi đấy nhá. Bố ạ. Cứ tưởng là hôm nay bị cắt bữa sáng đấy. Món gì thế này? Bún sườn ạ. Bún sườn à? Cho bố một bát nhá. Vâng ạ. Bố ơi, mẹ con không xuống ạ? Mẹ con mất ngủ cả đêm, vừa mới thiếp đi được một lúc. Cứ để bà ấy ngủ một lúc lại bớt giận thôi mà. Dạ. Không, mời bố ạ. Cảm ơn con. Khéo tay đấy nhá. Alo, em đây chứ còn gọi cái gì nữa. Anh chiều về sớm ấy nhá. Thịt thà cá mú em mua hết rồi. Đừng có lê la bia rượu ấy nhá. Rồi, nhớ nhá. Úi trời. Ô, Vân à, sao sáng nào em cũng thấy chị lỉnh kỉnh lắm thứ thế nhỉ? Trời ơi, cô cứ mạnh mồm đi. Bao giờ có con như tôi thì cô mới biết được. Mà đây nhá, là tôi mới có một đứa thôi đấy. Lại bắt đầu dọa dồ đấy. Chị cứ dọa như thế thì làm sao mà bọn em dám đẻ. Cái gì cơ? Tôi dọa cô á? Này, cô không đẻ mà được với ở nhà chồng cô à? Tại sao mọi người lại cứ nghĩ là đẻ cho nhà chồng thế nhở? Theo em nghĩ, mình vẫn đẻ, nhưng mà là khi người phụ nữ cảm thấy thoải mái. Cái gì cơ? Người phụ nữ cảm thấy thoải mái á? Này, theo phán đoán của chị ý, thì mẹ chồng em ý là hơi bị ghê gớm đấy. Để xem bà ấy nhịn được bao lâu. Mình phải có cách chứ. Chưa thích thì chưa đẻ. Trời ơi, như thế à, người ta cho là mình điếc. Còn lâu em mới điếc nhá. Chẳng qua là em chưa thích đẻ đấy. Rồi, cứ chờ đấy nhá. Ý nội quỷ.